Phúc Luân xin kính chào mọi người nha. Mọi người mua hàng thì liên hệ vào số điện thoại 034 434 1710 để đặt hàng nha. Sáng nay đầu tuần thì lời nói đầu tiên Phúc Luân xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ. Sáng hôm nay em lên cho mọi người một cái cây cần cắt cỏ tem mát mã số seri đầy đủ luôn. Con này cần tôm rời nè, đầu bò là nguyên zin, cạn cỏ ok nè. Đầu bò là chén bát nguyên zin lăn êm ha, lăn êm. Con này tay lái còn rất đẹp luôn, tay lái inox mới, còn mới tinh luôn nha. Cầm đầy đủ nè, dây ga nè. Cần này thì cần ga gạt ha, cần ga gạt. Công tắc nằm trên cần này. Tôm này tôm rời nè, đấy tôm rời. Đấy. Đấy, dây ga là dây công tắc đồ còn đầy đủ trên đây ha. Bao đệm êm nè, móc dây đeo đầy đủ nè. Đấy. Rồi nguyên bộ này 4.2 bao ship nha cả nhà. Lăn êm ha. Lăn êm. Đấy, cần bãi nha. Tem đồ ok hết nha, cạn cỏ đầy đủ. Rồi, bộ cần này 420.000 bao ship nha. Mọi người mua hàng liên hệ vào số điện thoại 034 434 170 rồi cho địa chỉ bên em gửi hàng. Phần còn lại mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán ha. Rồi, ok, cần tôm nhỏ, tôm hệ luôn á. Rồi, 400 420 bao ship nha.